Sau Hoàng Nhật xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng một con bàn là không dây của hãng Panasonic. Một con bàn là cực đẹp như mới luôn. Panasonic. Con này hai đầu các bác nhá, hai đầu nhọn này. Các bác nhìn thấy chưa? Một hai bàn là hai đầu nhọn. Tức là có thể là được đầu đuôi này. Đấy. Phần đế không dây này, nút bấm này mình lấy cái bình nước ra này. Đấy. Đấy. Đây là phần đế rất là mới luôn nhé. Phím cơ có mấy nấc, phun nước, chế độ phun nước. Đấy, phun mạnh chưa? Phun mạnh như bão luôn. Đối với các bàn là Nhật này mà là quần áo thì các bộ quần áo đắt tiền các bác là yên tâm luôn, sợ không sợ hỏng quần áo nhé, vì cái hơi nước nó ra rất là đều mịn. Yeah, có 3-2 cấp độ này, phun nước này. Hãng Panasonic cực đẹp luôn. Các bạn lưu ý là tất cả các cái sản phẩm nội địa Nhật này nó đều chạy điện 100V nhé. Thì trước này là em bán là 1,5 triệu. Đấy, có hộp vỏ hộp đi kèm này. Panasonic 1,5 triệu. Bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp đâu. Chào các bác.